Nếu bạn chịu khó mỗi ngày hành thiền 10 phút, đó là nhân lành. Nếu bạn có tính tâm, bạn không cần thỉnh gì cả, cũng không cần cúng bái. Bạn có thể chọn cho mình một vật thường xuyên sử dụng. Khải Toàn sẽ hướng dẫn các bạn tự chú nguyện vào, giúp cho vật này có linh tánh, giảm đi vận hạn không tốt. Với điều kiện bạn là người có tính tâm, là người sống chân thiện. Mệnh của bạn, phước phần đời này là tạo tác từ đời trước, được hình thành bởi sinh thần bát tự, tức 8 ô 5 tháng ngày giờ sinh. Mệnh của bạn có tài phú hay không có thể nhìn thấy trong 8 ô sinh thần bát tự này. Video này dành cho người đủ cơ duyên, dành cho người đủ kiên nhẫn. Ở đời chẳng việc gì thành nếu thiếu đi sự kiên nhẫn, thiếu đi sự tinh tấn. Chẳng có quả ngọt nếu trước đó bạn không tạo nhân lành. Để gia trì sái tịnh cho một vật phẩm nào đó có linh tánh, giảm trừ vận xấu, giảm trừ vận bất lợi, các bạn hãy chọn một món trang sức, một vật dụng thường xuyên bên mình. Ví dụ chiếc vòng, chiếc đồng hồ hoặc chiếc nhẫn. Lau chùi bằng khăn sạch sẽ, bằng nước sạch, đặt lên bàn thờ vài hôm, sau đó cầm và đứng trước bàn thờ để chú nguyện. Nhà không có bàn thờ, hãy chọn một nơi nào đó yên tĩnh, chọn một giờ nào đó thật thuận tiện. Tạm buông xả công việc và những nỗi lo khác đi. Bạn khấn nguyện: con xin dùng tâm thành của mình kính mong chư Phật, các vị thổ thần thổ địa, kính mong ông bà, kính mong những vị khuất mặt khuất mày được gia hộ, cầu cho mọi người được bình an. Con nguyện nghĩ thiện, sống thiện. Con nguyện tu dưỡng tâm tánh giúp cho thanh tịnh, dùng năng lượng thiện lành của mình cầu cho vật này có được năng lượng thiện lành, giảm trừ điều xấu. Hành động này chính là cách truyền năng lượng vào vật chất, giống như việc ta cảm nhận một ai đó khi ta nhìn vào một người khác, dùng lời động viên khi họ đang đau khổ, giúp họ nhận được năng lượng tích cực, giảm đi vài phần phiền não. Các bạn vẫn có thể đọc một đoạn kinh trước khi chú nguyện. Hành động chú nguyện này không chỉ áp dụng vào đồ vật, sẽ vô cùng linh nghiệm. Khi bạn chú nguyện vào thức ăn, thức uống cho người thân khi họ đang bệnh hoặc đang đau khổ. Cuộc sống nhân sinh này, vũ trụ bao la này, sức mạnh thật sự là những thứ vô hình, không phải thấy được bằng mắt. Ví dụ như những suy nghĩ, ý chí con người, chúng ta không thể nào thấy được chúng, nhưng những dòng suy nghĩ này có thể chi phối mọi việc. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.